Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube Các Phát Triển. Hôm nay là ngày 19 tháng 7, em xin lại giới thiệu và tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Yamaha với model của nó là CDX493. Đây là một chiếc đầu được sản xuất năm 1998 với giá xuất xưởng của nó là 28.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 7 triệu đồng Việt Nam theo thời hiện tại. Và giá chiếc đầu này hôm nay em bán chỉ có 950.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền cho em. Đấy, bác nào là cọc 500.000 thì không được bao ship và bên em không bán hàng ship CD, mong bác thông cảm. Chiếc đầu này thì sở hữu xe ngang của nó 43,5 cm, chiều cao của nó là 9,6 cm và chiều sâu của nó 27 cm. Nó nặng là 4 kg. Mặt phay nhôm, màu này là màu màu xám, màu ghi xám. Đấy. Hay là gọi là màu titan đấy ạ. Màu titan. Đấy. Hoặc nào mà có những chỗ âm đi cái màu này thì hoặc là màu trắng đặt lên rất là phù hợp và đẹp mắt. Đấy. Mắt đọc của chiếc đầu này thì sử dụng mắt đọc của Sony 213, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Giá sau này thay chỉ có 250.000 thôi, dòng mắt cơ. Và chiếc đầu này sử dụng con chip giải mã ML66271 cho chất âm rất là tươi sáng, chi tiết các bạn. Đấy, trong trẻo. Dòng này mới chất âm rất là sạch sẽ. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác được chiêm ngưỡng. Ngoại hình của chiếc này thì về góc bên đây thì có cái vết xước nhẹ. Đấy, nó xước nhẹ. Đấy. Và trên này có cái vết xước này. Đấy. Phần cửa đĩa này thế này có cái vết xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Và cái phần mặt kính này có vết xước nhỏ, rất là nhỏ, lông mèo đây. Đấy. Rồi đây. Đây có cái vết cấn chày đây. Đấy. Phần nắp lưng bên này khá là đẹp. Đấy. Bên trên nắp lưng bên trên thì có những vết xước đây. Đây nữa này, chày đây. Anh em để vậy bởi vì nó là cái lúp xi dán, đây có vết xước đây. Đấy. Đây ạ, model của nó là 493, điện 100V, công suất của nó là 10W, sơ đi máy của nó là S61159VX. Chiếc đầu này được sản xuất tại Malaysia nhưng xuất tiếng Nhật đúng nhé. Điện 100V, có một đường analog ra và một đường cổng quang ra để các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Đấy, màu đỏ này nó đặc bình thường. Và sau đây thì em mở cái phần nội thất bên trong ra để cho bác được chiêm ngưỡng. Nội thất bên trong của chiếc đầu này thì rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin theo máy ở đây và mắt đọc 213 của Sony đây ạ, mắt cơ. Đấy. Chiếc đầu này tuy nó là ít tiền thôi nhưng mà nó dùng cũng linh kiện cao cấp của Eola, tụ lên đến 6.800 mi. Các bạn nhìn này. Đấy. Không phải vừa đâu ạ. Nội thất rất là mới. Thì trước con này nó bị dày xước như vậy nên em bán rẻ để bác chơi thôi. Chứ bình thường bán 1,2 triệu cho đến 1,4 triệu đấy ạ. Mặt phía dưới của nó đây. Đấy. Rất là đẹp. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test tiếp phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Đầu đọc tốt đĩa lòng xanh, đĩa lòng trắng và đĩa lòng vàng. Em xin test cái đĩa chép. Đấy. Để các bác được thưởng thức ạ. Cái đồng hồ hiển thị số màu vàng đã nhận bài.
Các bác hãy đeo tay phone vào để cùng em thưởng thức. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269 ạ. Bên em thì còn nhiều đầu CD trong phân khúc từ 800 ngàn đồng cho đến vài triệu đồng. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy tiếp với em ạ. Thank you.
bay cho lòng ai thương nhớ xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đồng này em bán với giá là 950.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc 500.000 thì không được bao ship. Bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Mà cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.